Bây giờ là chín rồi nha bà con, đã nấu xong cái canh đuôi bò nấu với kim chi. Xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan chuẩn bị nấu canh đuôi bò nấu với kim chi với ớt của Hàn Quốc. Ở đây thì củ hành với tỏi Lan sắt rồi, thì bây giờ bắt đầu Lan nấu. Phải nấu có 5 cục đuôi bò nha bà con, có không tới cái đuôi củ hành với tỏi vô Lan xào cho nó thơm. Không có cần vàng cho bà con, hơi thơm chút xíu là Lan để vô được rồi. Đuôi bò về phải thẻo bớt mấy cái mỡ để không mỡ quá. Cái này là nấu vừa hai chồng ăn rồi đó. Bây giờ Lan để bột ớt của Hàn Quốc vô nha bà con, một miếng để ăn cho nó ngon. Ok, Lan để chút xíu bột ngọt vô, chút xíu sữa đường muối. Này cay lạnh lạnh ăn ngon lắm bà con, lạnh lạnh ăn cay đỏ lắm. Ở đây Lan có nấu một nồi súp gà sẵn rồi nha bà con. Bây giờ Lan múc Lan bỏ vô, cái này múc súp cần súp cho nó ngọt ngon không. Lạnh lạnh cay cay này ăn ngon lắm bà con. Cái này Lan mua đuôi bò ở Khâu á, nó rẻ hơn ngoài chợ người Việt mình, có 14 đồng một ký thôi. Cái bọc này chưa tới 10 đồng. Ở người Việt mình giờ hình như ở sức tà sức của người Việt mình giờ tới 17 đồng á bà con. Ở Khâu nó bán 14 đồng một ký à. Đây, nãy giờ Lan nấu được 20 phút rồi nha bà con. Cái màu bột ớt nó ra đẹp dễ sợ không? Trời ơi, không có để màu gì hết, bột ớt nó ra màu đẹp quá. Đây, nãy giờ Lan nấu được 40 phút rồi nha bà con. Mới để thêm một miếng nước vô đó, tại nó sắc cái nước lại đó. Để thêm một miếng nước lạnh vô. Mà cái đuôi bò còn cứng đó bà con, chắc cỡ một tiếng mới được hết. Cái đuôi bò giờ nó mềm rồi nha bà con, nấu gần cả tiếng rồi đó. Bây giờ bắt đầu Lan để kim chi vô. Bây giờ bắt đầu Lan để kim chi vô. Đổ tặng thêm đổ cay nữa nha bà con, ăn cho nó ngon. Để ít thôi chứ Lan không có để hết. Còn cái hộp nữa nè, để một mớ thôi chứ không có để hết. Wow, cái màu ớt ra đẹp quá. Nãy giờ Lan bớt hết hết bớt cái dầu cái mỡ á bà con, bỏ bớt rồi đó, quá trời luôn. Mỡ bò đã thẻo bớt rồi còn gì đó. Rồi bây giờ lấy ra nè, Lan niêm của nó sao nha, mấy cái thảo bắt thảo nó gã ra nè. Ăn thử niêm coi nó làm sao rồi, đầu mới để hành đầu vô. Wow, ngon lắm. Ngon quá. Đó, nó sôi lên mình cứ hớt bọc đó bà con. Rồi, bây giờ bắt đầu Lan để hành vô nha bà con, hành lá vô. Có một cọng hành mà bao nhiêu đó. Cái hành gì mới bự dữ luôn á nữa. Bây giờ Lan đã hoàn tất cái món canh mà đuôi bò nấu với kim chi nha bà con. Đó, bây giờ Lan mà bưng lên nhà trên ăn. Đã xong rồi đó. Đây, tối nay mời bà con ăn cơm với hai chồng mình kim chi nấu với đuôi bò nha bà con. Rất là ngon đây. Mời bà con ăn cơm với mình nha, canh đuôi bò nấu với kim chi. Rồi mời bà con ăn cơm. Bà con. Bây giờ Lan ăn canh đuôi bò trước đi. Cho nó ngon. Ăn súp trước. Ăn liền ăn cơm với cá kho nữa. Cái nồi này nó nóng dữ lắm nha.
ngọt của Hàn Quốc nè, nóng chị. Ngon. Có đuôi bò đó, chúc anh ăn đi. Chúc anh đuôi bò không? Ngon lắm bà con, chua chua, nó có vị chua. Vị chua của kim chi ngon lắm. Để miếng cơm vô ăn. Cái mỡ bò nó khô vờ lại nó nóng dữ lắm cái này. Nóng tới cái chén lăn bưng, phải kê cái miếng giấy vậy nè, cái chén mà nó nóng ra tới ngoài cái chén luôn á. Wow. Cái mỡ cái bò này nè, nó làm cho tăng thêm cái độ nóng anh biết không, nóng dữ lắm. Cái này ai không biết mà húp vô một cái là chết liền, chết chặt. Đuôi bò dưới á, nó hành hết chưa? Ăn thử đi, phải ngon gì. Ông xã mình đồ ăn ngon, ông ăn cái đồ cũ chưa hết, cái ông mới ăn cái đồ mới sao? Ta ngưng cái đó đi, ta ăn cái này cho ngon. Hết cái. Cái câu này nghe quen quen nha. Nó có nhỏ gái nè. Nhiều người ăn mới ngon. Đó là nhiều món. Này có hai chồng à? Bởi vì hầu đê á. Hai chồng mình đi thích đi rô đê chung với mấy đứa em đồ đông á, kêu đồ ăn ra mình ăn mới ngon. Những món còn hai chồng đây kêu có món hai chồng kêu món một mà còn đi đông á mình xé nhau, như người này ăn món này muốn kêu mình hào phùng với nhau mình ăn nó ngon hơn. Ăn miếng cơm đi rồi ăn đuôi bò với cái canh, canh ngon lắm. Bữa ổng làm tưởng ông thích super curry á, mì Ý á, nhà ổng ăn hai dĩa luôn á bà con. Ngon nó ngon ăn quá trời luôn. Super curry nó làm ngon. Tại anh kêu anh ăn đồ Tây anh không thử thôi, chứ thật ra nhiều món đồ ta ngon lắm chứ bộ. Đúng rồi, nấu mì bỏ vô ngon lắm. Ổng đang thèm món khác rồi. Ok, để ngày mai tôi để mì vô cho anh ăn. Em có mì không á? Không rõ đấy, súp nó ngon. Ừ, súp nó ngon. Súp ngon mà nó chua chua cay cay ngon lắm. Đúng rồi, để ngày mai ăn để mì vô ăn. Ăn với mì ngon lắm. Ăn với cơm cũng ngon nữa nè. Cơm cái gì cũng được. Ở nồi là của Nhật hay là nè? Đang ăn. Đang ăn cục đuôi bò. Anh ăn đuôi bò không? Hả? Để không, em kiếm cục nhỏ, nó có mấy cục nhỏ nè. Em lựa cục nhỏ thôi, không ăn cục bự. Sao không ăn cục bự? Bự quá không ngon. Như cái cục nhỏ ngon hơn. Hai chồng mình đang dành ăn đó bà con. Cục nhỏ hình như ngon hơn mấy cái... ngon hơn cái cục bự này nè.
Ở nhà ổng à, giờ đang có hai chồng dành cho vui. Nó nóng dữ lắm, đợi chút xíu rồi ăn. Ở nhà con cái hai chồng đứa con trai nó ăn ăn chay trường rồi, cháu nội ăn chay, nó có hai chồng mình rồi. Bây giờ hai chồng dành ăn cho vui. Anh thích cũng nhỏ vào thôi, nhường anh đó để mang cục bự. Hả? Nó biết nhiêu hả? Để bằng cái cục bự cho một cục này nè, cục bự nè. Cái súp này ngon quá, ăn súp với ấy à, ăn chén cơm thôi. Nãy nửa chén cơm đủ rồi. Cái súp nó ngon lắm. Bà con muốn nấu cái món này á, bà con đợi kim chi nó chua đi nha, bà con nấu mới ngon nha. Còn nó không có chua thì mình nấu không có ngon. Ở đây lạnh lạnh bà con làm ăn đi ngon lắm. Mà nhớ kim chi chua chua nha, ăn mới ngon chứ đừng kim chi mới mua về làm liền không ngon nha. Canh kim chi với đuôi bò nấu ăn như vậy nè, nó ấm ấm mà nó cay cay, nó chua chua, nó ngon lắm bà con. Và bà con có nấu cái món này, bà con mua kim chi về bà con để cho nó hơi chua đi rồi mình hãy nấu nha, nó mới ngon chứ đừng có mua về mà nó còn ăn được, không có chua, không có lên men á, mà nấu thì nó không có ngon đó. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim, bà con coi có thích thì cho gia đình mình xin một like và ủng hộ hai chồng mình. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.